Cái sữa ong chúa này nè, nó có rất là nhiều những cái tác dụng tốt, chẳng hạn như là nó sẽ trị được những cái vết nám nè, tàn nhang nè. Tại vì Quỳnh Anh thấy là các chị thường thường là sẽ rất là khó khăn khi mà gương mặt mình đã bị nám tàn nhang rất là khó trị, thì các chị nên điều trị từ bên trong thì nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Gọi là một cái thần dược mà để cải lão hoàn đồng cho các chị em phụ nữ luôn đó. Nhưng mà mọi người nhớ nha, không phải là cứ khi nào mà mình cảm thấy mình lớn tuổi rồi mình mới dùng. Không phải lớn tuổi rồi mới dùng, mà mình còn trẻ trẻ 20 mấy tuổi mình vẫn có thể dùng được. Bởi vì là nhiều khi á, mình lớn tuổi quá thì mình cũng sẽ rất là khó khăn mà để tiếp nhận những cái dưỡng chất vào cơ thể của mình. À, đúng rồi, cái này á là có thể dùng để đắp mặt nạ luôn. Một cái công dụng rất là thích, anh rất là thích, bởi vì là mình có thể vừa uống vừa đắp mặt nạ được. Mà mọi người có thể, đây nè, cái viên nó như vậy đúng không? Mỗi lần khi mà mình muốn đắp mặt nạ đó thì mình chỉ cần lấy cái kéo á, lấy cái kéo cắt ra, xong rồi có cái sữa ong chúa ở bên trong cái viên này nè mọi người, thì mình sẽ lấy ra và mình thoa lên mụn đầu đen, mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu trắng gì thì cũng có thể chữa được hết nha. Tốt nhất là mọi người nên dùng từ bên ngoài và uống bên trong luôn, thì nó sẽ cộng hưởng cái tác dụng lại với nhau, sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mà mọi người biết không, chỉ cần là mọi người cho cái này lên khoảng chừng cho cái sữa ong chúa này lên da mặt của mình khoảng chừng 15 đến 20 phút, và rửa mặt lại thì ngay lập tức luôn, gọi là ngay lập tức nha, thì mình sẽ cảm nhận được là làn da của mình nó có sự đàn hồi rất là tốt, là độ ẩm, độ pH cũng rất là tốt, và mình sờ vào mình cảm thấy là nó sẽ mướt mượt mịn liền, chứ không có như những loại khác đó. Còn về cái tác dụng của cái loại sữa ong chúa này á, thì mọi người phải nhớ là uống khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần sau thì mình mới dần dần mình thấy được là cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt lên nè, cái làn da của mình nó cũng sẽ đẹp hơn, những cái vết nám thâm do mụn để lại hoặc là tàn nhang thì nó cũng sẽ mờ dần, chứ không phải là giống như là thuốc tiên thuốc thần mà uống vô xong cái qua ngày hôm sau. Tại vì Quỳnh Anh cũng gặp những trường hợp này rồi, Quỳnh Anh chỉ cho mọi người cách làm đẹp xong cái mọi người uống được 2-3 ngày thôi, cái mọi người nói trời ơi sao mà uống hả 2-3 ngày rồi, gọi là 2-3 ngày rồi nhưng vẫn không thấy tác dụng. Cái này gọi là cải lão hoàn đồng, nhưng mà mình cũng phải có thời gian để cho thuốc nó thích nghi với cơ thể và nó dần dần, chứ đâu phải là gọi là thuốc tiên đâu mà uống vô một cái là đẹp liền được, đúng không mọi người? Cái gì mình cũng phải cần có thời gian. Và cái sữa ong chúa này nè mọi người, là ngoài cái chiết xuất là từ sữa ong chúa ra, còn có cái thành phần của hoa anh thảo nè, vitamin B1, B2 và B6 nữa, thì nó sẽ giúp ích cho làn da của mình rất là nhiều. Giúp ích cho làn da của mình, và đặc biệt là nó sẽ, cái loại này là cái hũ mới nha, cái hũ này là hũ mới thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn gấp 5 lần, nhưng mà giá thì cũng sẽ không đổi,